Hiếu là người Việt Nam. Việt Nam đã đưa Hiếu đi những bước thật xa trên hành trình Hiếu biến ước mơ của mình thành hiện thực. Hiếu hạnh phúc khi đưa văn hóa Việt Nam vào âm nhạc và những phần trình diễn của Hiếu. Theo dõi em từ xa chỉ dám đứng xem, thích kêu nhưng lại dễ thương, everybody tránh đường. Và bây giờ lúc Hiếu giới thiệu Việt Nam với thế giới. Dù có ở đâu làm gì, Hiếu vẫn luôn tự hào là người Việt Nam. This is our time, just give it, give it, give it your mind. And show him that smile. Just give it, give it, give it a try. Come on, express your true self. Don't be no one else. Just get it, get it, be different. 'Cause this is our time to be living, living our best lives. Dare to be different. Hiếu yêu Việt Nam, yêu mọi người rất nhiều.